Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Đây là mẫu tipter Elvis. Đấy, hôm nay lại được một khách hàng tip Thạch Thất đặt hàng. Thì em lắp đầy đủ hết đồ tặng gồm giá nước bình nước, chuông và chắn bùn. Và đây là bác chọn size màu đen đỏ size 15.5. Màu đen đỏ size 15.5 với cấu hình khung nhôm, dây âm sườn group sim group retropack, gồm có gạt để trước retropack, gạt để sau retropack, đùi đĩa retropack 3 tầng đĩa, 10 tầng lip các bác nhá. Meyer Cero xăm lốp Kenda 27.5 này. 27.5, vành 27.5, phanh dầu, yên titter, cọc yên nhôm đúc. Đấy, bô tăng ghi đông nhôm, tay đề retropack, tay phanh Shimano, càng nhún dầu càng nhôm các bác nhá. Đấy, mở khóa nhanh. Thì mẫu xe này đã một bác khách ở tít Thạch Thất đặt hàng. Mẫu xe này thực sự rất là hot luôn. Với cấu hình tầm trên 6 triệu thì mẫu xe này còn đánh bại thị trường về cấu hình cũng như hiệu năng. Không chiếc xe nào có thể địch nổi chiếc xe này về đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao này, đi lên dốc này, ngay xuống dốc hay là đi lên núi mà cần cái tốc độ nó cao, cần để cái níp nó chuyển ấy. Càng nhiều níp thì các bác chuyển lên dốc thì càng nhẹ. Đấy. Đấy là đặc điểm của xe. Còn hôm nay em làm video review chi tiết cơ bản lại chiếc Tipter Elvis Pro phiên bản 2020-2021 gửi đến bác khách hàng ở Thạch Thất để bác sớm nhận được xe. Bác nào muốn sử dụng cho mình một chiếc xe Tipter thì alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.